Trả trước 800 triệu đồng tiền mặt, quý vị có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà 4 tầng xây mới và có ngay sổ hộ khẩu tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà rất là hấp dẫn, thiết kế rất là đẹp tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này, ngõ trước nhà 2m, cách với trục đường ô tô đi lại 30m thôi mọi người ạ. Giao thông đi lại rất là thuận tiện. Vị trí cụ thể của cái căn nhà này thì nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cụ thể cái thông số nhà thì mặt tiền của ngôi nhà 5m rưỡi, mặt hậu của ngôi nhà 5m6, hướng nhà là hướng đông bắc. Diện tích của căn nhà này là 36m2, ngoài ra có một căn nhà ở bên cạnh là 37m2. Thiết kế và xây dựng là 4 tầng, vừa mới hoàn thiện xong chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Toàn bộ cái phần thiết kế cửa chính của ngôi nhà là 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Với vị trí căn nhà này thì nó cách với lại trường mầm non tiểu học chỉ khoảng tầm 100m thôi mọi người ạ. Và nó cách với lại bến xe Yên Nghĩa 4km, cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông 3,5km. Xung quanh rất là gần với một số trường đại học, trường đại học Phenica, trường đại học thể dục thể thao. Từ vị trí căn nhà này mà quý vị có đi làm ở trên cái khu vực ở trên Hà Đông thì nó sẽ phạm vi bán kính khoảng tầm 7 đến 8km quay đầu, gần với lại trung tâm hành chính quận. Với vị trí căn nhà hoàn thiện lên chỉn chu, giao thông đi lại thuận tiện, dân cư đông đúc. Giá chào bán hiện tại của căn nhà này là 2 tỷ 050 triệu đồng. Bởi vậy cho nên Ngọc Ánh mới chia sẻ với mọi người, có 800 triệu đồng tiền mặt là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, có thể sở hữu cái căn nhà này. Giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh 4 tầng và hỗ trợ vay vốn ngân hàng phần còn lại cho quý vị trong vòng tối đa là 35 năm và tối thiểu là 3 năm mọi người nha. Với những cái lãi suất ưu đãi nhất, tốt nhất đến từ một số ngân hàng, ví dụ như bên BIDV, bên MB, bên ngân hàng Bưu điện. Và đây Ngọc Ánh đang đứng là cái phần hoàn thiện phần phòng khách của ngôi nhà. Thì cái phần gạch lát nền kích thước gạch 60-60, vân đá granite đã được thiết kế đầy đủ. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt riêng biệt. Với dự án 4 căn thì đã bán 2 căn và chỉ còn duy nhất 2 căn thôi mọi người ạ. Và với 2 căn nhà còn lại thì giá như nhau, 2 tỷ 050 triệu đồng, hướng nhà là hướng đông bắc. Đấy, thực tế review rất là chi tiết cụ thể. Đây là phần phòng bếp của căn nhà mọi người ạ. Phần hoàn thiện cái tủ bếp của căn nhà ở đây, nó là tủ gỗ thịt mọi người, rất là chắc chắn, kiên cố. Xung quanh là ốp đá granite và mặt bếp cũng vậy. Chậu rửa, vòi rửa được lắp đặt đầy đủ đó. Với 4 căn nhà liền kề này thì chủ đầu tư thiết kế xây dựng theo hình thức liền kề, tuy nhiên xây tường 10 riêng biệt và cột riêng biệt quý vị nha. Đó, cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng bếp ở đây là có một cái vách gỗ, vách lam CNC ở đây mọi người có thể nhìn thấy. Đấy là cái phần phong thủy. Tiếp theo, phía ngoài này, cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh nhỏ nhắn đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng theo từng tầng. Có cả hệ thống máy bơm nước tổng lên trên từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Hệ thống tay vịn cổ trụ cầu thang như quý vị nhìn thực tế, thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen granite. Với một căn nhà chỉ có 2 tỷ 050 triệu đồng thôi, chủ đầu tư bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị có nhu cầu thiết kế cái căn nhà này 4 tầng, 4 phòng ngủ, vậy thì ở trên các tầng thiết kế ra sao? Ngoài xin mọi người theo em lên trên phía tầng trên của ngôi nhà. Với tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà thì như Hoàng Anh vừa chia sẻ, có tận 4 phòng ngủ với cái căn nhà này. Thì tầng 2 của ngôi nhà, bước chân lên trên phía cầu thang, thiết kế mỗi một tầng 2 phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Mời mọi người theo em vào cái căn phòng ngủ đầu tiên. Đây, đây là căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà, có cửa sổ hướng ra phía cầu thang, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đầy đủ. Với trên phía tầng 2 này thì chủ đầu tư chỉ thiết kế trần thường, không thiết kế trần thạch cao mọi người nha. Rất là đơn giản, sở hữu một cái căn nhà 2 tỷ 050 triệu đồng 4 tầng. Thì thực tế luôn, như mọi người có thể nhìn nhận thực tế là nếu như bây giờ xây một cái nhà, giá trị thực không của nó cũng phải rơi vào ngót nghét khoảng tầm 1 tỷ rồi, còn chưa tính tiền đất. Đây là cái căn phòng ngủ thứ hai hướng ra phía bên mặt ngõ mọi người ạ.
Với cái căn phòng ngủ này thì nó có rộng hơn một chút so với cái căn phòng phía bên trong, và ánh sáng của nó thì đầy đủ hơn đó. Nó lấy ánh sáng trực tiếp tự nhiên từ phía bên ngoài vào. Phòng ngủ này vuông vắn, cửa đây, cửa thông phòng, tất cả các phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Và phòng vệ sinh ở phía bên ngoài sử dụng cho hai phòng ngủ. Thì đây là bồn cầu này, hệ thống sen tắm nóng lạnh này, quạt vừa quạt cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, và đây là cái phần để chờ bình nóng lạnh, bồn cầu, lavabo. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ạ. Đó, Ngọc Ánh review rất là cụ thể tầng 2, và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, căn nhà này có 4 phòng ngủ riêng biệt mọi người ơi. 4 phòng ngủ riêng, 4 cửa riêng, giao thông đi lại thuận tiện, vị trí căn nhà rất là hợp lý. Từ vị trí này nếu như mà nó cách với trục đường quốc lộ 6 Hà Đông, nó cũng chỉ khoảng tầm phạm vi bán kính 1 km thôi. Dân cư đông đúc, chợ trường phường trạm đầy đủ. Nói chung với cái căn nhà này Ngọc Ánh sẽ chia sẻ tại vì sao nó rẻ, bởi vì thực ra nó cũng không phải là gần trung tâm quá. Nếu như quý vị nào mà có đang đi làm ở trên cái khu vực Cầu Giấy này, hoặc là bên Hoàng Mai, Linh Đàm, thì cái căn nhà này nó không phù hợp. Căn nhà này nó sẽ phù hợp với quý vị nào đi làm ở khu vực quận Hà Đông nha. Bởi vì khu vực quận Hà Đông nó cũng rất là rộng. Đó mọi người ạ, nó rất là rộng, cho nên cái căn nhà này nó gần như là cuối Hà Đông ấy. Thì nếu như quý vị nào nam ở khu vực Hà Đông thì căn nhà này đi lại là hợp lý. Phần cuối cùng của ngôi nhà đó chính là tầng 4. Thì mời theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhá. Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà, thì bước chân lên trên phía tầng 4 này là có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Đồng thời trên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là có một cái phần phòng thờ mọi người ạ. Một cái phòng riêng đó, rất là rộng. Đây mọi người này, nếu như quý vị nào mà để phần bàn thờ ở dưới phía tầng 1 thì căn phòng này quý vị có thể sở hữu làm cái phòng ngủ, là có thể sở hữu làm phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Như vậy, căn nhà này 4 tầng 36m², có những 5 phòng riêng. Và đây là phần sân phơi. Thì ở đây là thiết kế phần để máy giặt mọi người nhé. Đây ạ, thiết kế phần để máy giặt. Còn đây là cái toàn bộ phần sân phơi của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong chỉnh chu đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Diện tích 36m², giá chào bán 2.050.000.000 đồng. 2.050.000.000 đồng một căn nhà sở hữu. Nó là thật mọi người nha. Và mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.